Chương trình khuyến mại dùng thử cho 100 khách hàng đầu tiên được trải nghiệm dòng máy tăm nước 360 độ đầu tiên trên thế giới mọi người nhé. Nhấn mạnh với bà con mình nha, đây là máy tăm nước 360 độ đầu tiên trên thế giới. Mọi người không còn xa lạ gì với dòng tăm nước một chiều rồi đúng không? Nhưng với Froxy, mọi người thiết kế cho em là thiết kế hai đầu vòi và có thể xoay 360 độ giúp mọi người dễ dàng vệ sinh răng, làm giảm các mảng bám này hay là thức ăn thừa trên răng mà không gây viêm lợi hay là tổn thương đến bíu lợi mọi người nhé. Và nó sẽ có thể vệ sinh răng với những người đang liềm răng và răng khớp khểnh luôn, giúp mọi người không bị hôi miệng này hay là không bị sâu răng, rất là tiện lợi luôn nhé. Cách sử dụng em này thì cực kỳ đơn giản luôn, với khuôn chữ U cực kỳ dễ dàng sử dụng. Mọi người chỉ cần đưa một đường từ trái sang phải này, mất 20 giây là sạch toàn bộ răng miệng của mọi người. Và đặc biệt là khuôn chữ U này sẽ ôm sát chân răng cho mọi người yên tâm là không gây tổn thương níu lợi của mọi người nhé. Chị Huyền Trang có hỏi là tăm nước một chiều khác tăm nước hai chiều ở điểm gì ạ? Nếu như mọi người đã từng sử dụng tăm nước một chiều rồi thì mọi người có để ý là khi sử dụng tăm nước một chiều thì chúng ta phải vệ sinh từng vị trí của răng, và chúng ta không thể vệ sinh vị trí là mặt trong của răng mà chỉ vệ sinh được mặt ngoài của răng thôi, cho nên răng miệng của chúng ta chưa sạch hoàn toàn. Và nếu như chúng ta sử dụng tăm một chiều ấy ạ thì nó sẽ dễ gây tổn thương níu lợi và gây ra chảy máu chân răng. Nhưng mà khi mọi người sử dụng tăm nước hai chiều của nhà Froxy thì thiết kế khuôn chữ U, mọi người có thể vệ sinh đồng thời cả mặt trong và mặt ngoài của răng, rất là tiện lợi và vệ sinh sạch đến cả răng hàm cho mọi người luôn. Và với thiết kế khuôn chữ U ôm sát chân răng cho mọi người thì chắc chắn là sẽ không gây tổn thương níu và lợi cho mọi người nhé. Mọi người để lại cho em cú pháp là gì ạ? Một bộ kèm số điện thoại hoặc là hai bộ kèm số điện thoại nhé. Chị Ngọc Hoa có hỏi là máy này có dùng được cho trẻ em không ạ? Em cảm ơn chị Ngọc Hoa đã được đặt câu hỏi nhé. Chị Ngọc Hoa ơi, chắc chắn là máy này dùng được cho cả trẻ em và người già luôn. Vì sao? Vì Froxy cho ra 5 chế độ khác nhau. Chế độ đầu tiên này sẽ là chế độ giọt nước mọi người nhé. Với chế độ này thì mọi người yên tâm, đây là chế độ massage níu lợi. Đối với những người bình thường thì mọi người có thể để sử dụng để mình massage níu lợi cho em. Còn với trẻ em và người già hay những người đang gặp vấn đề về răng thì có thể sử dụng cái mức nhẹ nhàng này để chúng ta vệ sinh răng. Ngoài ra thì nó sẽ có 4 cấp độ bên trên nữa. Và cấp độ cao nhất nhé, sẽ có áp suất nước lên đến 140 PSI. Mọi người, nếu như mọi người dùng tăm nước nhiều thì mọi người có biết là gì không ạ? Máy tăm nước trên thị trường bây giờ đang có mức áp suất nước từ 110 đến 120. Nhưng mà riêng dòng Froxy nhà em mới ra ấy ạ thì có mức áp suất lên đến 140 PSI, là mức áp suất làm sạch hoàn toàn và khẳng định cho mọi người là làm sạch đến 99% những cái mảng bám hay là thức ăn và những cái diện, những cái bẩn còn thừa trên răng của mình, mọi người yên tâm nha. Máy này giá bao nhiêu ạ? Chị Nhung vào sau đúng không ạ? Em báo lại giá cho mọi người nhá. Bình thường nếu như dòng tăm nước mà một chiều trên thị trường, mọi người đang phải mua với mức giá là 1,8 triệu và mức giá cao nhất là lên đến 3 triệu đồng đúng không ạ? Nhưng dòng Froxy của bên em mới ra, mặc dù là thiết kế hai chiều và có nhiều công dụng hơn cho mọi người, nhưng đang có mức giá dùng thử ra mắt thị trường là 2,5 triệu. Và nếu như mọi người mà may mắn xem được live stream này thì mọi người sẽ được sở hữu mức giá là 1,650,000 đồng. Và lưu ý là bên em chỉ để mức giá ưu đãi áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên. Cho nên mọi người có thể là comment một bộ kèm số điện thoại hoặc là hai bộ kèm số điện thoại để chúng ta không bỏ qua chương trình ưu đãi đặc biệt này mọi người nhé. Và mọi người lưu ý cho em là với cái dòng máy này thì một cái thiết kế quá đẹp và tiện lợi rồi, chúng ta có thể là mua một chiếc cho mình hoặc là mua tặng cho người thân luôn cũng được nha chị ơi. Máy này có chế độ bảo hành không em ạ? Trời hay quá chị ơi. Em cảm ơn chị Liên Nguyễn nhé. Chị Liên ơi, khi mọi người nhận được hàng của bên em ấy thì mọi người sẽ có một quyển hướng dẫn sử dụng này, mở ra bên trong nhé sẽ có một phiếu bảo hành lên đến 12 tháng cho mình luôn. Ngoài ra thì bên em sẽ đi kèm cho mọi người là bộ sạc này, bộ sạc đi kèm nhé. Và cái này này mới là quan trọng, mọi người sẽ được tặng cho em là gì ạ? Hai vòi phun một chiều. Ok chưa? Khi mọi người mua máy này thì mọi người có thể là mua một mà được ba, mua một là cả ba thành viên trong gia đình mình đều dùng luôn. Mọi người chỉ cần thay đầu vòi cho em thôi, mỗi người một đầu vòi và mọi người thay thì tính ra hơn 1 triệu mà chia cho ba người thì nó rất là rẻ luôn, đúng không ạ? Đấy thì mọi người yên tâm nhá. Em ơi, máy này dính nước có bị hỏng không ạ? Hay quá chị ơi. Chị Hoa ơi, chị đặt một câu hỏi rất là hay luôn, em cảm ơn chị Hoa nhé. Cái máy của bên em ấy ạ, em biết là tâm lý của mọi người là thường ấy, cái máy tăm nước mọi người sẽ để trong nhà tắm của mình đúng không? Thì sợ là khi mình tắm hay là mình rửa mặt nó sẽ dính nước lên máy và sẽ hỏng. Nhưng mọi người yên tâm nhé, với dòng Froxy của bên em thì hoàn toàn 100% là gì ạ? Chống nước cho mọi người. Cho nên các chị có thể yên tâm cho em là chúng ta không cần phải là gì ạ, chúng ta sử dụng xong là chúng ta mang vào nhà mà chúng ta cứ để trong nhà tắm cho em. Yên tâm là dính nước cũng không bị hỏng mọi người nha. Lên cho em cú pháp là một bộ hoặc là hai bộ hoặc ba bộ tùy mọi người. Nói chung là số lượng
kèm số điện thoại cho em để bên em gọi điện tư vấn và gửi hàng cho mọi người, để chúng ta được hưởng chương trình khuyến mại ưu đãi chỉ có 1.650.000 đồng thôi. Lưu ý là hết 100 suất đầu tiên thì bên em sẽ quay trở về với giá là 2.500.000 mọi người nhé. Nhanh tay đặt hàng để không bỏ qua chương trình ưu đãi đặc biệt này mọi người nha.